Hỏi đáp thắc mắc về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, được phổ truyền trên hơn 100 nước khắp năm châu, nhờ lợi ích nâng cao đạo đức và chữa bệnh khỏe người. Môn tu luyện này đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ cũng như người dân trên toàn thế giới. Một cách để hiểu đúng về Pháp Luân Công là đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chủ đạo của môn tu luyện này. Ngoài ra, bạn có thể xem phần hỏi đáp dưới đây để có thông tin minh bạch. Về vấn đề uống thuốc. 1. Hỏi: có phải tập Pháp Luân Công là để chữa bệnh? Có thông tin nói rằng môn này không cho uống thuốc, đi bệnh viện. Đáp: Pháp Luân Công không phải dùng để trị bệnh, mà là môn tu luyện theo Phật Pháp. Mục đích chính là để tu tâm hướng thiện. Hiệu quả khỏi bệnh chỉ là một ích lợi phụ đi kèm. Bởi vì một người tu tâm tốt, buông bỏ những lo lắng buồn phiền, không nghĩ điều xấu, làm điều xấu, kết hợp với 5 bài luyện tập đơn giản thì tự nhiên sức khỏe người ta được cải thiện. Các bệnh tật cũng giảm hoặc khỏi là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khoa học cũng đã chứng minh tinh thần có tác động lớn đến sức khỏe con người. Pháp Luân Công đã không phải dùng để trị bệnh, thì việc một người có bệnh mà uống thuốc hay không là sự lựa chọn của cá nhân họ. Nhà sáng lập Pháp Luân Công chưa bao giờ nói rằng học viên Pháp Luân Công là không được phép uống thuốc. Về vấn đề chính trị. 2. Hỏi: có phải Pháp Luân Công làm chính trị? Đáp: học viên Pháp Luân Công trên thế giới có cả 100 triệu người, tại Việt Nam cũng có hàng ngàn. Chính trị thường thì gắn với quyền lực. Học viên Pháp Luân Công không tham dự vào chính trị và sống một cuộc sống bình dị. Hãy nhìn vào cuộc sống và con người của học viên Pháp Luân Công nào mà bạn biết, bạn sẽ tự rõ thực hư thôi. 3. Hỏi: nhưng phải có một lý do nào đó người ta mới nói là làm chính trị chứ? Không có lửa sao có khói? Đáp: thực chất vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Ít nhất có hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công có bằng chứng là bị bức hại đến chết. Có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng. Trong bối cảnh đó, học viên Pháp Luân Công đưa sự thật này ra công luận để ngăn chặn bức hại tàn ác như vậy đang diễn ra. Đảng Cộng sản Trung Quốc liền chụp cho cái mũ làm chính trị. Trong 6 tháng, từ khi ra lệnh không cho phép người dân tu luyện theo Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng 30 vạn lượt bài, tuyên truyền, vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công trên TV, đài báo. Một con số khổng lồ tuyên truyền thông tin sai lệch về Pháp Luân Công. Nếu một người sáng mở mắt ra nghe đài nói một điều sai sự thật, trưa xem TV cũng nói như thế, chiều đọc báo cũng nói thế, tối xem mạng lại nghe nói thế, ngày ngày nghe như thế trong một thời gian dài, lâu dần người ta sẽ tưởng thật. Đây là kiểu tuyên truyền biến giả thành thật, nói trắng thành đen mà trước kia Hitler dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tại sao bị đàn áp? 4. Hỏi: vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và vu khống Pháp Luân Công? Trước năm 1999, tại Trung Quốc có khoảng 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Sáng, chiều, tại công viên đều có rất nhiều người tập. Họ đều ca ngợi lợi ích của Pháp Luân Công. Nhà sáng lập Pháp Luân Công là Đại sư Lý Hồng Chí đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh dự từ ngay chính quyền và hiệp hội các cấp Trung Quốc. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân lúc đó đã rất đố kỵ với sư phụ Lý Hồng Chí. Vì một người đứng đầu đất nước như ông ta lại không có được sự kính trọng của nhân dân như đối với vị thầy của Pháp Luân Công. Hơn nữa, ông ấy nhìn thấy số lượng đông quần chúng tập luyện theo Pháp Luân Công nên lo sợ ảnh hưởng đến quyền lực chính trị. Do vậy, ông ta đã phát động cuộc bức hại tàn ác nhất lịch sử nhân loại nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Để tạo cớ hợp lý cho cuộc đàn áp, họ đã vu khống, chụp mũ rằng học viên Pháp Luân Công làm chính trị. Họ dùng toàn bộ hệ thống phát thanh truyền hình để tuyên truyền những điều ngược lại với những lời khen ngợi trước đây, gây hiểu nhầm cho người dân thế giới về Pháp Luân Công. Nhiều người Việt Nam chúng ta cũng hiểu nhầm như thế. 5. Hỏi: học viên Pháp Luân Công cứ nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc là sao? Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể đối với học viên Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng, vu khống môn phái và sư phụ của họ. Họ có thể không nói sao? Im lặng để Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hết những người tốt sao? Học viên Pháp Luân Công chỉ ôn hòa nói cho thế giới biết sự thật về tội ác kinh khủng này.
để kẻ ác không thể tiếp tục hành ác. Im lặng cho cái ác hoành hành không phải là nhẫn mà là bất thiện, cũng tương đương với làm việc ác. Người Việt Nam hễ nghe đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nghĩ là làm chính trị. Vậy nên cho rằng học viên Pháp Luân Công làm chính trị, tất cả từ tuyên truyền vu khống mà hiểu lầm Pháp Luân Công. Pháp Luân Công tốt hay xấu? 6. Hỏi, có người lợi dụng Pháp Luân Công làm điều xấu? Đúng vậy, có người lợi dụng Phật giáo làm điều xấu, có người lợi dụng Công giáo để làm điều xấu, có người lợi dụng Công an để làm điều xấu. Nếu muốn, họ có thể lợi dụng bất cứ ngành nghề, tôn giáo, tín ngưỡng nào làm điều xấu. Vậy nói rằng, người lợi dụng sai hay Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Công an, ngành giáo dục sai, nên không thể từ một vài người mà đánh đồng cho số đông được. 7. Hỏi, gần đây một số báo chí đưa tin vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương, cho rằng những người đó liên quan đến Pháp Luân Công. Ví dụ thế này, người này theo đạo Phật, người kia theo Công giáo, Nho giáo, tập yoga, vậy thì một vụ án xảy ra lại định tội cho Phật, Chúa, Khổng Tử, yoga có đúng không? Pháp Luân Công dạy người ta sống theo chân thiện nhẫn. Nếu một người làm ngược lại thì đổ lỗi cho chân thiện nhẫn chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc có tốt đẹp hay không? Họ đối với Việt Nam có tốt hay không? Thì ai ai cũng hiểu. Có lẽ chính quyền Trung Quốc phải đối diện với áp lực nặng nề của dư luận thế giới, nên họ tìm cách gây áp lực lên chính phủ Việt Nam. Họ cho rằng chính phủ Việt Nam cũng sẽ làm như vậy. Có nghĩa là ánh mắt của dư luận thế giới sẽ hướng về Việt Nam. Việt Nam mà bức hại Pháp Luân Công là mắc thâm mưu của Trung Quốc rồi. Diễn đạt theo cách dễ hiểu là nghe lời suối bẩy của hàng xóm mà về giết con cháu nhà mình. Pháp Luân Công liên quan đến bạn. 8. Hỏi, Pháp Luân Công thì liên quan gì đến tôi? Đáp, Pháp Luân Công là môn tu luyện của Phật Pháp, có niềm tin vào thần Phật. Người có tín ngưỡng đều biết quan hệ nhân quả báo ứng đối với những người phỉ báng, xúc phạm Phật, bức hại người tu Phật rất lớn. Báo ứng, bệnh tật sẽ đến với họ và người thân. Bạn có thể tìm trên Google cụm từ báo ứng vì bức hại Pháp Luân Công, sẽ thấy kết quả về nhân quả báo ứng mà nhiều quan chức chính quyền, công an của Trung Quốc đang gánh chịu. Hãy tìm đường dây bắt cóc, mổ cướp nội tạng bán sang Trung Quốc, sẽ thấy tội ác này lan rộng đến đâu. Chẳng lẽ đến khi nạn nhân là người thân của mình thì bạn mới thấy liên quan hay sao? 9. Hỏi, có nhiều môn tập có thể mang lại tinh thần thoải mái và nâng cao sức khỏe, sao cứ nhất định phải tập Pháp Luân Công? Đáp, chúng tôi chọn Pháp Luân Công bởi vì Pháp Luân Công có những lợi ích vô cùng tốt. Có khi nào bạn tự hỏi sức hút gì mà hiện nay cả 100 triệu người trên toàn thế giới đều đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, đều tập theo 5 bài tập của Pháp Luân Công? Lợi ích gì mà trước khi bức hại vào năm 1999 thì cứ 10 người Trung Quốc có một người đọc cuốn sách của Pháp Luân Công? Hẳn phải có những lợi ích hiện hữu khiến có nơi đưa môn này vào các trường để giảng dạy. Bạn có thấy kỳ lạ không, khi chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ sự phát triển của Pháp Luân Công, trong khi phần còn lại của thế giới lại chào đón Pháp Luân Công? Trong số hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công, có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nghệ sĩ, quân nhân, chính trị gia, trí thức cao cấp. Có thể nói họ là những người bị mê hoặc, hồ đồ và ngốc nghếch sao? Rất nhiều người đã thoát khỏi cuộc sống đau khổ, bệnh tật, tìm được niềm vui mỗi ngày. Câu trả lời là Pháp Luân Công phải vô cùng tốt nên mới có sức thu hút đến vậy. Sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và các bài tập đều có trên mạng Internet. Bạn có thể tìm hiểu trực tiếp dễ dàng. Hãy trải nghiệm và bạn sẽ thấy được lợi ích của Pháp Luân Công. Cảm ơn bạn đã thiện ý tìm hiểu.